Chiều qua 27 tháng 8, Sở Y tế An Giang tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ, lãnh đạo quản lý. Cụ thể, trao quyết định bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Chân Lợi, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2024, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Điều động bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Minh Tính, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Sản Nhi An Giang, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa, thời hạn 5 năm kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2024. Đồng thời, thống nhất cho bác sĩ chuyên khoa 2 Tôn Quang Chánh, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang, được thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Phát biểu tại buổi trao quyết định, Tiến sĩ bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang, chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm. Đối với Bệnh viện Sản Nhi An Giang đang trong quá trình xây dựng chuyên khoa nhi, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, lực lượng y bác sĩ còn mỏng, thực hiện tự chủ tài chính nên còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo điều hành, đưa hoạt động bệnh viện phát triển xứng tầm là bệnh viện chuyên khoa. Giám đốc Sở Y tế An Giang mong muốn Ban Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang tăng cường đoàn kết, phối hợp thực hiện tốt dân chủ, công khai minh bạch, đặc biệt liên tục phát triển các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, đưa bệnh viện sớm trở thành bệnh viện dẫn đầu, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe chuyên khoa cho phụ nữ và trẻ em.